teo cơ Duchenne hay còn gọi là loạn dưỡng cơ Duchenne là bệnh lý đột biến gen gây ra những rối loạn về cơ và thoái hóa cơ theo thời gian. Teo cơ Duchenne là bệnh lý nặng làm cho cơ bắp yếu và trở nên kém linh hoạt hơn, dần dần làm hạn chế khả năng vận động của các cơ, gây ra vẹo cột sống, viêm đường hô hấp, viêm phổi. Những cái biểu hiện thường gặp của cái bệnh nhân mà teo cơ Duchenne ấy thì thường nó sẽ xuất hiện từ ở những cái giai đoạn rất là sớm. Có những trường hợp có thể xuất hiện ở những cái giai đoạn trẻ sơ sinh nhưng thông thường sẽ gặp nhiều ở cái lứa tuổi 3 tuổi đến 5 tuổi. Đây là những cái độ tuổi khá là thường gặp. Và biểu hiện đầu tiên đấy chính là trẻ sẽ có cái biểu hiện là chậm biết đi. Đấy, có cái khả năng mà phát triển về cái vận động nó bị chậm hơn các cái trẻ khác và ở những cái tuổi ví dụ như là 3 tuổi nó cái khả năng mà phát triển về cái vận động nó bị chậm hơn các cái trẻ khác và ở những cái tuổi ví dụ như là 3 tuổi 5 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa đi lại được, hoặc là có những trẻ có thể đi lại được nhưng mà rất dễ bị ngã, không vững vàng gì. Và đấy là những cái biểu hiện đầu tiên rất là dễ để có thể phát hiện ra. Cùng với thời gian thì cái biểu hiện này nó càng ngày càng nặng lên và cái việc mà trẻ có thể đứng lên hoặc là có thể đi lại càng ngày nó càng khó khăn. Và dần dần thì có thể dẫn đến cả những cái tình trạng là teo cơ. Teo cơ Duchenne là bệnh lý di truyền do đột biến gen gây ra. Cho đến nay, y học cũng chưa tìm được ra biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn bệnh lý này. Nhưng căn cứ vào từng triệu chứng trên mỗi bệnh nhân mà có thể áp dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ. Với một số bệnh nhân có triệu chứng co rút hoặc cong vẹo cột sống, thì y học hiện đại sử dụng phương pháp phẫu thuật để hỗ trợ bệnh nhân đi lại bình thường. Tùy vào các cái nhóm bệnh cũng như là tùy vào các cái mức độ tổn thương bệnh khác nhau thì có những cái trường hợp là có thể sửa chữa bằng các cái biện pháp gen, nhưng mà phần lớn các cái trường hợp khác thì người bệnh phải chung sống cùng với cái tổn thương đó suốt đời. Người ta có thể có một số các cái liệu pháp để điều trị, nhưng mà cái việc rất là quan trọng đấy là các cái biện pháp phục hồi chức năng để người bệnh có thể duy trì được cái mức độ vận động cơ cũng như duy trì được cái hệ thống hô hấp đảm bảo tốt để hạn chế các cái biến chứng nặng và cũng làm chậm lại cái quá trình diễn biến nặng của bệnh. Đối với gia đình có tiền sử mắc bệnh thì nên sàng lọc trước sinh để được bác sĩ tư vấn di truyền và có những biện pháp can thiệp phù hợp. Đối với những trường hợp khi trẻ sinh ra mà bị bệnh thì cần đưa đi khám sớm để có hướng điều trị kịp thời.